Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng đang bước vào cuộc chiến mới chống COVID-19 với nhiều thách thức hơn. Chia lửa cùng thành phố, thanh niên Đà Nẵng vẫn luôn sẵn sàng nhiệm vụ và nỗ lực hoàn thành tốt mọi phần việc được giao. Thực hiện sự phân công của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố và lời kêu gọi của thành đoàn Đà Nẵng, bắt đầu từ ngày 28 tháng 5 năm 2021 đến nay, các đội hình thanh niên tình nguyện đã nhận nhiệm vụ thay phiên nhau bám trụ trực 24/24 giờ, liên tục các ngày trong tuần tại 15 chốt kiểm soát dịch, nơi cửa ngõ ra vào thành phố. Dưới cái nắng khốc liệt của miền Trung những ngày tháng 5 và cao điểm tháng 6, các tình nguyện viên vẫn nỗ lực hỗ trợ lực lượng chức năng đo thân nhiệt, check mã và hướng dẫn người dân khai báo y tế điện tử khi qua trạm. Em mong muốn được góp phần nào đó trong công cuộc chống dịch của thành phố Đà Nẵng. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng các tình nguyện viên thấu hiểu với những thử thách mới trong cuộc chiến chống COVID-19 lần này mà thành phố đang đối mặt. Mỗi ngày thì chúng tôi phân công lực lượng đều ở 3 ca, mỗi ca là từ 8 bạn đoàn viên thanh niên và hỗ trợ trực cùng với các lực lượng chức năng tham gia kiểm soát khai báo y tế đối với lực lượng với người dân và du khách đi qua tuyến đường vào thành phố Đà Nẵng. Thành đoàn Đà Nẵng cho biết hiện có hơn 800 đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên đang tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch cửa ngõ ra vào thành phố, chia thành các ca đảm bảo trực 24/24 giờ. Mới đây, thành đoàn Đà Nẵng cũng đã đến thăm, động viên và trao tặng bằng khen cho đội hình thanh niên tình nguyện tại các chốt, mong muốn các tình nguyện viên giữ gìn sức khỏe, nỗ lực, trách nhiệm, chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.